Hello, welcome back to the chơi Seizukun. Đã vào game. Một đám cháy sao? Game này game chọn này, chọn cầu thang như thế này. Mưa đã dứt rồi, phải lại đến cơn đói. Tọc cá để ăn này. Ngay tiếp này. Cô bé này lên một cái hòn đảo rồi. What? Cho một cái kẹo này. Yeah, lấy 19. Zombie sợ người sói cơ. Chúng ta hóa trang thành zombie. Chúng ta chơi chua super phù. Ok. Cái này là cái gì đây? Vào kiếm rồi. Nếu chúng ta đang ở cái level 3 mấy cả. Chưa thấy boss đâu. Nâng cấp cái này này. Đây rồi. Ông trùm đến rồi. Ôi, nhiều thế. Ôi. Có cái đoàn tàu. Đoàn tàu bot đấy. Ui, đạn ba nòng. Tại ban đầu này thì dẹp lính này quá nhanh rồi. Ôi, 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 nhìn mấy con bò húc kìa. Tổn thất máu khá là nhiều đấy. Có chơi nữa không? Chơi tiếp đi. Đi qua cái vùng biển, à vùng núi lửa này. Ồ, nhưng nâng cấp từ level trước bên mất rồi.
À, đi vào chỗ này tối quá. Khiếp, khiếp. Tăng tốc độ bắn này, bắn nhiều đạn này. Ba nòng luôn. Một nốt level này thôi. Thôi nha, thôi nha. Đấy, thôi rồi. Chúng ta chơi bên trong. Mình rất thích chơi game này. Ủa? Thành người công rồi nè. Level 6 nè. Này có vàng này. Wow, đẹp chưa kìa. Nhanh thế. Ủa sao toàn cái màn này. À, phải phá bỏ hết tảng vàng em mới được này. Thành công nhanh thế nhở. Chơi. À, này màn sắp xếp rồi này. Rồi. Cái này chúng ta phải ăn những con bé trước. What? X10 lên.
ăn được cá mập. Ôi, qua đây nhiều điểm đấy. Chúng ta vẫn thấp điểm hơn rồi. À, vẫn... Spotty, bye bye. Cái này cần phải chọn một cái group file. Choose a slot Peppa Pig's sports day. Spotty đây. Choose an event from the sport. Chơi leo dốc. Choose the characters for this game. Madame Gazelle is starting the race. Ready, steady, go! Peppa. The ground is getting quite steep now. Oh look, there's Peppa's house. Everybody is going very fast. Peppa đang dẫn đầu này. There's Grandad Dog working at the garage. Pedal faster to go up the hills. The fun fair is in town. Everyone is doing so well, it's hard to tell who is in the lead. There is the playground. It is the end of another exciting race. Well done, everybody. Peppa is in the lead. Well done. You've well done. Peppa giành cúp luôn. Choose an event from the sports day to get long jump. Lightly press your button to run. Choose the characters for this game. Madame Gazelle is starting the race. Ready, steady, go. Keep running, get ready to jump, and jump. Everybody has jumped really far. Winner has collected a star. The first to collect three stars is the winner. Madame Gazelle is starting the race. Ready, steady, go. Keep running, get ready to jump, and jump. Everybody landed with a big splash. The winner has collected a star. Madame Gazelle is starting the race. Ready, steady, go. Nhưng nhảy 3 lần. Keep running, get ready to jump. Jump! Everybody has jumped really far. Let's see. So, chúng ta chơi Rainbow Story. Vào game. Trời ơi. Chúng ta sẽ từ từ. Ok. Cẩn thận rồi này nó vô ấy. Nhưng tốc độ nó không thể nhanh bằng mình được. Đó, rất là nhanh. What? Tham áp mẹ kìa. Ôi. Ngay xem màn mới rồi. Và hai con nó lùa này.�
Tom Friend. Cho hết cho cái bạn này làm nhiệm vụ này. Cho 8 nốt này. Hình là mẹ có cái đôi má rất là xinh này. Đuôi má nó còn hồng hồng ấy. Baby Supermarket. It was an ordinary boring day. It is high time to go to the supermarket. I've made a shopping list for you. Who wants to help? And me. Well done, my darlings. Children. Things in the list. Đây là những đồ này. Cần phải mua này. To make the shopping even more interesting, Vlad and Nikita decided to make a competition and get to know who will find more products from the list. Be more attentive and faster, and you will have more products. Dâu tây đâu? Buy with the beet. Turnip. Radishes. The most of grape juice. Một cái chậu nữa. Một chậu hoa nữa. Such an effective shopping. Đây à. Pipel. You are the best. Strawberry. Such a comfortable trolley. Hình đồ chơi con ngựa đâu rồi. Such an effective shopping. Such an effective shopping. Không khó. I have nice helpers. I have nice helpers. Phun đồ mất rồi. Wow, thiếu, là mua thiếu. Bọn này về mẹ mắng ngay lập tức luôn. Pay for your goods, please. Vlad has one product, two products, three products. Wow, mua sai khá nhiều đấy. You need to put all goods to their places. Move goods to their places. Tap the door to open it. Tap the door to close it. Ok, có quá muộn để vào game không? Khi mọi người đã vào hết rồi. 18 khối đã được tìm thấy. Mình vào sau một chút giờ. Một chút. À, ôi, đây mà chưa ai vào nè. Ảo thật. Ơ! Không ai thèm nhặt cái này luôn. Thế chứng tỏ trong này cũng chưa ai vào này. Không hiểu.
Chẳng lẽ lại người của máy à? Máy chơi à? Trong này chẳng chưa ai vào nốt. Ảo thật. Rất nhiều hộp mà không ai nhặt. Win nha.